Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc ngày 26 tháng 9, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon. Tại đây, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Cục Du lịch tỉnh Gangwon ký kết văn bản hợp tác phát triển du lịch. Cùng dự có ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon Kim Hy hong và lãnh đạo Ủy viên Hội đồng tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo Hội đồng tỉnh Gan dành cho đoàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp và đạt nhiều thành tựu to lớn. Trên cơ sở đó, quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật ngày càng thiết thực và hiệu quả. Đà Nẵng là một trong ba thành phố của Việt Nam được thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và tỉnh Gang Quân cũng vừa được chính quyền Hàn Quốc trao quy chế tỉnh tự trị đặc biệt vào giữa năm 2023. Hai địa phương có thể trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành tổ chức bộ máy chính quyền. Do Đà Nẵng và tỉnh Gang Quân cũng có nhiều nét tương đồng về địa lý, cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, có nhiều lợi thế về du lịch. Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Gang Quân nhằm tạo điều kiện giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế thương mại trong thời gian đấy đại diện lãnh đạo hội đồng tỉnh tự trị đặc biệt gan quân đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố đà nẵng đến gan quân đồng thời cho biết sẽ đến thăm và làm việc với thành phố đà nẵng trong thời gian đấy nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp tiềm năng thế mạnh và những nét tương đồng của hai bên cùng ngày đoàn công tác thành phố đà nẵng tham dự buổi lễ ký kết văn bản hợp tác giữa sở du lịch thành phố đà nẵng và cục du lịch tỉnh gan quân Phó Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn khẳng định, việc ký kết hợp tác giữa Cục Du lịch tỉnh Gang Quân và Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu và tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực du lịch, trao đổi nguồn khách du lịch giữa hai địa phương, tạo tiền đề hợp tác về đầu tư kinh tế thương mại trong thời gian đấy.